mình cái độ định vị mình đo. Tốc tối đa của nó là được 17 km/h. Con máy Nhật bãi mình đang thử cái độ leo dốc của nó nhé. Con này là mình dựng lại thôi, cái khung là khung Nhật bãi, còn động cơ dầu diesel 178 của Trung Quốc nhé. Đấy, đường rừng núi này. Bây giờ mình nhớ ra là mình quay lại video để cho mọi người xem cái đoạn dốc nhất thì đi qua mất rồi, nghĩa mình quay xuống vì nó lên được nó phải xuống được. Đây có một cái dốc kìa, số này đang chạy số 2. Con Nhật bãi này có một cái đặc điểm đấy là số tiến số lùi đều có hai số, tốc độ như nhau, số 1 thì là dạng tời ấy, còn số 2 nó chạy nhanh hơn. Quay đầu đây được rồi đấy.